Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ đến Saga Mihara để gặp em của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại ga Maeta và điểm đến của mình sẽ là ga Saga Mihara, cách ga Maeta 60 phút đi tàu và phải đổi tàu một lần ở ga Shin Yokohama. Hiện tại thì mình đang có mặt tại ga Shin Yokohama và trong thời gian chờ đổi tàu thì mình có quay lại một đoạn video phong cảnh ở xung quanh nhà ga Shin Yokohama, một nhà ga có phong cảnh xung quanh rất là đẹp với những tòa nhà cao tầng nhìn rất hiện đại. Mình sẽ mất khoảng 15 phút nữa để đi từ Shin Yokohama đến Saga Mihara. Hiện tại thì mình đã có mặt tại ga Saga Mihara và đang đi bộ ở trước cửa nhà ga và quay lại video để các bạn cùng xem. Còn đây là Kiên. Kiên sau khi làm ở công ty về thì có về nhà thay đồ, sau đó ra ga đón mình. Và sau đấy thì hai anh em cùng nhau đến quán thịt nướng. Hôm nay anh em mình ăn Tabeodai, ở quán mà Kiên giới thiệu là ngon rẻ và cách nhà ga có 15 phút đi xe đạp. Và đây là con đường dẫn đến quán. Quán mà anh em mình hôm nay sẽ ăn là Yakiniku Kingu. Bây giờ thì mời các bạn cùng với hai anh em mình đi vào trong quán nhé. Bây giờ thì anh em mình sẽ lấy vé và sau đó ngồi chờ. Lúc mà mới bước vào cửa thì nhân viên có nói là hiện tại quán đang rất là đông nên là sẽ phải ngồi chờ ít nhất là 20 phút, thậm chí nếu mà nhiều thì phải 40 phút. Mặc dù là có hơi lâu nhưng mà Kiên đã từng ăn ở đây 3 lần rồi nên bảo là quán này ăn vừa ngon vừa rẻ anh ạ, nên là hai anh em vẫn quyết định là vào đây và ngồi chờ để đến lượt. Đây là bố trí không gian bên trong quán. Đây là bàn tiếp tân. Đây là không gian bên trong quán, toàn bằng gỗ các bạn. Và đây là những bức tranh được treo trang trí bên trong quán, những bức tranh thịt và rau. Đây là Kiên đang ngồi nghe nhạc và nghịch điện thoại trong thời gian chờ. Đây là mình. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Minh Khang Vlog. Và số thứ tự của anh em mình là 46. Mình để ý thì quán này có cả robot phục vụ các bạn ạ. Đây là robot phục vụ này. Robot phục vụ hỗ trợ nhân viên mang đồ ra cho khách. Đấy, robot mang đồ cho khách xong lại quay lại nhà bếp để chuẩn bị đồ tiếp theo này. Rất là thú vị đúng không ạ? Và các bạn đang xem video mà các bạn nào có biết quán nào cũng có robot phục vụ giống như này thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhé. Và sau khoảng 30 phút ngồi chờ thì anh em mình đã có chỗ ngồi. Và bây giờ thì nhân viên của quán đang hỗ trợ hướng dẫn anh em mình lựa chọn cái thực đơn cho bữa ăn ngày hôm nay. Nhân viên thì họ hỗ trợ tư vấn rất nhiệt tình, bởi vì anh em mình là người nước ngoài nên là họ tư vấn rất là kỹ để tránh sự nhầm lẫn và hướng dẫn chọn đồ ăn và đồ uống. Đây là Kiên đang cắt thịt nướng. Anh em mình chọn thịt tảng to để nướng thì sau khi mà nướng xong lúc ăn thì nó sẽ không bị khô. Chứ chọn thịt mỏng thì sau khi nướng xong ăn nó sẽ bị khô và không ngon bằng thịt to. Thịt tảng như này nó sẽ ngọt hơn.
Vì quán đông nên là theo mình nghĩ nếu bạn nào mà có ý định đi ăn ở quán này thì nên đi sớm. Chứ nếu mà đi muộn thì thời gian ngồi chờ lâu và cái thời gian để mình ngồi chọn đồ ăn, chọn món nó sẽ ít lại, bởi vì là quán mở cửa từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 23 giờ đêm. Cái thời gian mà order mọi món là khoảng 50 phút. Sau khi hết 50 phút order món thì mình sẽ lại được ngồi tiếp khoảng 20 phút nữa. Lúc này thì anh em mình đang gọi thêm đồ ăn. Ở mỗi bàn thì họ đều để một máy tính bảng để cho khách hàng gọi thêm đồ ăn. Và các bạn đang xem video thì bạn nào mà đã từng sử dụng máy tính bảng này ở các quán ăn của Nhật Bản thì cũng để lại bình luận ở phía dưới phần bình luận của video các bạn nhé. Thao tác gọi món ở trên màn hình của máy tính bảng thì rất là dễ và cũng rất là tiện đúng không ạ? Và vừa ăn thì hai anh em mình cũng đều trò chuyện, vì lâu ngày không gặp nên là cũng khá là nhiều chuyện để nói về chuyện cuộc sống, chuyện công việc, những vất vả khó khăn trong công việc mới như thế nào. Ở mình thì đang trong thời gian xin chuyển visa nên là Kiên cũng có hỏi mình xem là khi nào có hồ sơ, có bị trục trặc gì không nó kia vân vân. Hai anh em ăn uống rất là vui, lâu lâu ngày không gặp thì nhiều chuyện để nói. Anh em mình uống bia, hôm nay trời nóng anh em mình uống bia giải khát. Bia của quán này cũng rất là ngon, để lâu hai anh em nhâm nhi nhưng mà bia không bị đắng. Anh em mình vừa nhờ nhân viên của quán họ thay cho cái lưới để nướng thịt, vì cái lưới cũ anh em mình nướng nó được một thời gian khoảng 20 phút thì nó bị đen do nó bị dính thịt nó cháy, nên là nhân viên họ đã thay cho cái mới, nhìn sạch sẽ hơn rất là nhiều. Sau khi anh em mình order món thì bây giờ robot và một anh nhân viên cũng đã bê đồ ăn ra cho anh em mình. Rất là thú vị đúng không ạ? Robot đã phục vụ quán, phục vụ bê đồ ăn ra cho khách, nhìn rất thú vị. Sau khi ăn xong thì bây giờ anh em mình sẽ ra quầy để tính tiền. Bởi vì là sau khi hết thời gian order món thì anh em mình đang ngồi đã 20 phút rồi, bây giờ đã đến thời gian phải ra tính tiền rồi để nhường chỗ ngồi cho các khách tiếp theo. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi về và nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày làm việc mới vào ngày mai. Hai anh em dắt xe đi bộ. Tối nay thì mình sẽ nghỉ lại ở nhà Kiên và sáng mai thì sẽ về sớm. Và video ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, ấn đăng ký và để lại thật nhiều bình luận ở phía dưới để ủng hộ kênh của mình các bạn nhé. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.